The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Và cuối tuần chúng tôi lại xuất hiện đây và làm video để cho các bạn xem. Nhưng lần này chúng ta hãy trở về tuổi thơ, trở về cái độ tuổi mà cách đây... Không lẽ đây là chỗ ở chuồng tắm mưa sao mà anh khó nói dữ vậy? Cái lứa tuổi mà 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi rất là yêu thích cái trò chơi này. Mấy em có biết trò chơi vẽ tranh cát hay không? Dạ biết. Đó, và có em nào trong này chưa có chơi không hả? Dạ chưa. Vẽ tranh cát hồi đó giờ em chơi có 1 lần à. Quầy vậy? Cái vị cô nương có lên đại biểu kìa hả? Ngày hôm nay mặc cái áo gì vậy? Xì áp cơ. Em biết video này mình làm gì nè. Vậy là giờ mình phải chia đội ra để thi đấu mới được. Chính xác luôn các bạn. Phải nói là A Đại đi theo tôi lâu năm mà bây giờ xem ra cũng có chút kiến thức đó. Nhưng mà để tạo ra các đội chơi cho công bằng thì bây giờ mỗi bạn sẽ có ứng với một bức tranh cát. Mấy em phải hoàn thành trong vòng 2 phút và sau đó phải nộp cho anh. Người nào vượt qua được mới đi vào vòng tiếp theo tới vòng chung kết. Ok, hiểu chưa? Người thắng vòng này cái xong rồi vô vòng trong mới chia đội ra đúng không? Đúng rồi. Và tranh cát thì tôi cũng đã mua rồi các bạn. Anh cũng sống với cả một tranh cát của anh kìa. Ôi dạ, cái gì tại ca này anh đang làm cái gì vậy hả? Trời ơi, cái bọc tranh cát của tôi. Đây nè mấy em, tranh cát đây nè. Tháo ra đi. Wow. Ra. Rất là nhiều, tập hợp đưa cho anh. Đưa cho anh, gom lại. Trời ơi, con nó nghe gì không? Gom lại mấy cái bức tranh bự một bên, mấy bức tranh nhỏ cứ gom một bên. Rồi bắt đầu mình mới chơi được chứ. Mấy bức tranh bự này đây thì mình sẽ để dành cho mấy em thi nhóm nha. Còn đầu tiên để vượt qua được vòng 1, chúng ta phải hoàn thành những cái bức tranh nhỏ này ở đây trong vòng 2 phút nha. Rồi mình hoàn thành tranh cát ở đâu? Mình hoàn thành tranh cát ở đâu thì bây giờ mấy em phải kiếm cái chỗ ngồi đi trước cái đã đúng không? Cho mấy em 1 phút để kiếm chỗ ngồi, bưng mấy cái bàn ra ngoài sân. Để xuống, rồi để xuống đi cưng, để xuống ở đây. Ở ngoài này mưa dột chết luôn á. Rồi. Xung quanh hết bàn rồi, vậy ba đứa em ngồi làm ở đâu? Này hơi nặng, bởi vì để cho mình bưng. Rồi, đưa anh cái ghế. Đây, cái bàn này là được 2 bạn nha. Bạn nữa ngồi tiếp bên này. Đó. Chút xíu nữa mưa có ồn ào thì các bạn cũng phải thông cảm nha. Và bây giờ team của bọn mình ai nấy đều đang ngồi vào bàn hết rồi nè, các bạn thấy chưa? Mấy em đã sẵn sàng chưa? Dạ, biết lộ tài quá. Thôi bây giờ phân chia nè, chừng nào anh kêu bắt đầu mấy anh cưng mấy cùng nhau thi đấu nha. Đó, mấy con tất cả đều Doraemon hết các bạn, có 2-3 con lạ lạ à, cầm Doraemon. Ê! Dạ. Gái! Anh Vinh, em không muốn Doraemon đâu, anh cho em tô màu gái đi. Gái gì đẹp như vậy, biết trước nãy em dành tô nhỏ này được rồi. Tới đội thứ 2 nha các bạn, mình vào mình phân chia 3 đội này đều là 3 con Doraemon hết nha. Đây. Hả? Cái bột vậy mà 7,000 mắt vậy? Một, hai, ba, bắt đầu. Khoan đó anh Vinh ơi. Gì không có vậy? Đột khử ra sao dán? Ủa trong này không cho đột khử hả? Dạ không. Kỳ vậy trời. Thôi dạ, để đợi. Có tâm không? Có. Đây lấy tâm đi nha. Đó, đổ tâm giả luôn. Xong. Qua bờ bên này. Đổ tâm ra. Cảm ơn đó. Tâm ra. Cảm ơn Vinh. Là 2 phút. Bây giờ các bạn cứ đợi. Đấy, cả team đang bắt đầu tập trung làm nè. Xong cánh cửa hồng kỳ rồi nè anh Vinh. A few moments later. Sắp hết thời gian rồi nha. 5 4 3 2 1 hết thời gian. Rồi lẹ ra đi.
Không cần biết nữa, không cần biết là có ai chưa xong hay là xong gì cũng phải là nạp hết. Nạp. Nạp luôn. Không có xả rác bừa bãi được, nhét đại vô. Đại đẩy nó xuống. Thôi cái xuống dưới cho bạn sạch sẽ mày. Cái bức này là bức gì đây? Các bạn nhìn vào, các bạn có biết đây là con Doraemon không? Nó tô tất cả đều là màu vàng hết. 3 điểm. Phải trên 5 điểm thì mới được lọt vào cái vòng tiếp theo nha mọi người. Tiểu Phương cô nương. Đây. Doraemon rất là đẹp đó. 6 điểm. Tới bạn Bảo. Wow. Bạn nhìn thấy cái bức tranh này đẹp không? Cái mặt màu đen luôn. Cháu của bao công. Chấm cho em 8 điểm. Yeah, cảm ơn anh Vinh. Vào vòng chấm đi. A Mập từ đây. 9 điểm. Wow. Quá đẹp rồi. Trời ơi. Doraemon hoàng kim hả? Rất là đẹp. Chấm điểm cao nha. 8 điểm. Vào vòng trong. Cầm. Rồi đây, tới A Đại. Mập địch. Trời ơi. Đẹp như vậy. Các bạn phải hiểu những cái bức tranh này người ta cho mình cái kim tuyến màu gì thì mình phải cố gắng làm theo màu đó. 6 điểm. Con Doraemon mà tô màu vàng là thấy xàm rồi. Cái con Doraemon của mày cũng màu vàng nè, mày nói ai? Tới lượt của cu da đen. Thằng thằng ơi, tấm hình mở để trong quần thấy vậy là thấy chữ hết 3 điểm rồi. 5 điểm. Lý do bất lịch sự. Đưa bạn vô thăm đây. Nobita này bị chất độc màu da cam nha các bạn. Cho nên da nó màu hồng, bị biến dị. Với lại mặc cái quần gì mà tô không đẹp. 6 điểm, ổ 5 điểm, không được 6 nữa, 5 điểm. Kunu này thật sự như thế này đã khéo rồi, bởi vì cái con Doraemon của bạn Kunu nó mang cái tính phức tạp rất là cao. 9 điểm. Yeah. Đây, A Ngọc. Đây. Pikachu này quả tiết quá đơn giản, học sinh lớp 1 tôi cũng được. Cho nên cũng không có gì đặc biệt. 6 điểm. Công nhận anh Vinh chấm điểm vậy là đúng rồi đó. Số em anh Vinh ơi. Các bạn thấy có đẹp hay không? Mà tại sao bạn ấy lại tô cái màu như thế này ta? Anh biết sao không? Tại mấy cặp tình nhân uống nước mía xong dục dưới sông, rồi mấy ông nông dân xịt thuốc xong, thuốc sâu xong cái dục dưới sông luôn. Cái dụng nó bị ô nhiễm, cái nạn tiên cá bơi ngang, ngứa chị nhà lở loét tùm lum, gãi rồi cái thay da luôn. Đây là câu chuyện xàm nhất mà tao từng nghe đó Ngáo. Người ta cho mình màu nào thì mình sẽ tô theo cái màu đó thôi. Ở đây mình sẽ cho 8 điểm, tại vì gì là tốt rồi. Bao nhiêu điểm cũng được hết trơn á, miễn sao em vào vòng trong là được rồi. Đó, hai con Doraemon nè. Nhìn y như là hai con quái vật vậy. Có kìa. Đó, rất là đẹp. Con Doraemon này đẹp nè, Doraemon này 9 điểm. Wow. Cầm vào vòng trong. Yeah. Đó, con Doraemon này 8 điểm, vào vòng trong. Vòng loại đã kết thúc. Và chỉ có một bạn rớt ở vòng loại này thôi, đó là bạn Á Tiên mà em ra ngoài. Còn tất cả những bạn còn lại đều giọt vào vòng trong hết. Yeah. Rồi. Nó có hai cái màu vậy? Cái gì? Hai tấm này sao nó có màu mà mấy tấm này không có màu nè? Đâu cảm ơn kệ vậy. Đây là những cái bức tranh để dành thi nhóm để tìm ra đội chiến thắng. Đúng rồi, đúng rồi, mấy cái này sao nó không có màu ta? Nó không có màu luôn á. Rồi tiêu tùng luôn. Hay vậy đi mua đi. Rồi vậy đi. Thôi không sao, bây giờ tôi và Thành Ngáo sẽ chạy đi mua thêm mấy cái bọc cát màu nha các bạn. Tại sao lúc nào cũng bắt em đi với anh vậy hả? Mày không đi thì để tao đi cho, anh Vinh em đi cho. Vậy đi. Mấy giờ á, để tao đi, anh Vinh, em đi với anh. Tính ra rất là rẻ luôn, mấy cái cát màu này nó có 2.000 một gói thôi. Đây nè, nó mua hết màu luôn. Rồi cắt xé ra đi mấy đứa, một màu là ứng với một chén. Giải đấu chung kết giữa ba đội. Đội này mấy điểm đây? Đội này là đội 8 điểm nè các bạn. Còn đội nào đội 6 điểm đâu? Đây. 6 điểm nè. Hả? Ở đây nữa hả? 1, 2, 3, 4, 5. Tổng như vậy còn đội 3 đứa này mấy điểm? 9. Trời ơi, quá đẳng cấp rồi. 9 điểm. Cho lựa trước bức nào? Rồi, lựa bức Goku. Và đội của Thành Ngáo sẽ là Hằng Nga Tiên Nữ. Nhìn bức hình này giống trai em chở mẹ em đi chơi quá à. Bắt đầu đi anh Vinh ơi, lẹ lẹ lên đi. Em nôn lắm rồi. 1, 2, bắt đầu. Rồi mấy đứa chỉ có 10 phút thôi, ráng lên nha. Nếu mà bị lem màu là coi như thua luôn nha. Đây là cái đội ba bạn 9 điểm này các bạn, rất là đẳng cấp luôn. Từ từ thôi nha. Thử lên. Cẩn thận. Ừ, gãi đi, gãi đi. Nhỏm anh Trí. Giờ tôi gãi màu đen lên tóc nè các bạn.
Giờ mình đổ màu đen lên con mắt của thằng Nga các bạn. Kia nữa. Lừa nó qua. Rồi quá nhiều rồi. Các bạn thấy cái nơi tôi làm đẹp không? Cái này thấy vậy chứ làm tỉ mỉ lắm nha các bạn. Nó làm tùm lum hết á. Nhìn chung thì tất cả các đội đều đang rất là tích cực các bạn. Trời chuẩn bị mưa nữa rồi, không gài trời chán thì chứ, bởi vì không thể nào ra video thường xuyên cho các bạn xem được. Đó, gắng lên đi mấy đứa ơi, chỉ còn 5 phút nữa thôi nha. Đó, 5 phút nữa. Còn cái đội này thì anh nông dân chở cô gái phương Tây. Bởi vì gái Tây, gái nước ngoài tóc mới vàng ha. Thằng nông dân này trình độ tiếng Anh cũng dữ lắm, mấy cô gái Tây được à nha. 5 minutes later. Rồi hết thời gian rồi các bạn ơi. Và thành phẩm của từng đội đều nằm ở trước mắt các bạn đây. Đội đầu tiên là đội tiên nữ của Thành Ngáo. Đây là cái tác phẩm của đội Thành Ngáo nè các bạn. Đội này hồi nãy mấy điểm vậy? Dạ 8 điểm. 8 điểm, 4 đứa kết hợp với nhau đúng là có khác. Quá đẹp, 9 điểm. Yeah. Cảm. Đội tiếp theo, chàng nông dân cua gái Tây. Trời ơi, gái Tây mặc áo quần màu xanh lá chuối. Trời ơi. Hả? Chạy xe tàng hình hay gì vậy? Sao tao không thấy cầm cuốc gì trơn vậy? 7 điểm. Cầm. Trời ơi. Cũng tại anh da đen hồi nãy nó tự ý đổi màu á. Không hỏi là thắng luôn rồi. Đúng rồi, do anh da đen hết. Tự khó màu chứ không có hỏi ai hết á. Trời ơi, bức tranh này đơn giản quá vậy. Wow, cũng đẹp đó. Hay ha. Mặc cái áo mà cờ đỏ thì sao vàng chứ sao sao vàng mà cái áo màu cam. Rồi chất quất. Ôi 8 điểm cam. Vậy là đội nào chiến thắng vậy? Đội tiên nữ. Đội tiên nữ, chúc mừng đội tiên nữ. Chúc mừng. Đây giải nhất. Giải nhì. Giải ba. Và đây là giải ba nè các bạn. Bạn thấy chưa? Nó nhìn chung thì tô tranh cát là những cái trò chơi tuổi thơ mà hầu như ai cũng phải trải qua. Hả? Tự phân chia nhau ra nha. Cam đại diện đi. Rồi vỗ tay một lần nữa đi. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ. Và hẹn gặp các bạn ở những video sau. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông luôn, để mỗi khi kênh ra video mới các bạn có thể xem được. Rồi bye bye, bye, bye.